bà, tôi xin bà, tôi lấy bà, tôi vô tội bà ơi. Không lý ép tôi rồi, tôi không làm gì hết. Anh đừng có phải quỳ đi. Này, chậm đi anh. Phải quỳ. Bà về lúc nào đấy? Ông lui ra kia đi, lui ra. Cô Tố. Cô đứng dậy đi, không cần phải quỳ như thế. Dạ vâng ạ. Tôi là tôi chứng kiến sự việc từ đầu rồi. Dạ. Tôi biết là cô không phải là người có ý như thế. Vâng ạ. Thế hôm nay cô Tố sang nhà tôi có việc gì đấy? Dạ thưa bà, dạ là nhà con đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Cho nên là hôm nay con cố đến đây để xin ông bà thông cảm cho gia đình con vay ít tiền ạ. Thế là hôm nay cô đến đây để vay tiền hả? Dạ vâng ạ. Thế cô định vay bao nhiêu? Thưa bà, cô chỉ dám vay 10 quan thôi ạ. Cô định vay 10 quan à? Dạ, con lấy bà, xin bà giúp ạ. Được rồi, tôi sẽ cho cô vay. Con đổi ơn bà. Tháng sau cô quay lại đây nhá. Bà ơi, nhưng mà lúc này ông Lý hứa là sẽ cho con vay, con bảo con vào buồng để lấy tiền đấy ạ. Ông có nói gì đâu mà. Tôi đã nói với cô là tháng sau quay lại rồi cơ mà. Dạ vâng, con xin phép ông bà con về ạ. Cô lại nhà nhá. Quạt đi, quạt mạnh lên. Ông đi đâu? Tôi đi tìm đôi guốc. Đi tìm đôi guốc hả? Đi tìm guốc hay là đi tìm gái hả? Không có gái đâu ạ. Không có gái hả? Ngẩng mặt lên tôi nhìn cái xem nào. Làm gì mà để cái mặt nó tát cho sưng sưng cho mặt lên lại hả? Ôi, đấy là chẳng qua là tôi xây ngã vào cái thành dương. Đi vào trong nhà đây. Tôi xin bà. Tôi biết thế nào là dễ gái. Ai à? Đi vào đây. Tôi xin bà. Đi vào đây. Nhanh lên. Đừng có để tôi phải nhanh lên. Này nhá, từ nay về sau để ông chưa nói đây. Gái thì nhá. Ông phải như thế thì tôi xin bà. Ông anh. Xem thịt đi ông anh. Dạ, đằng này một trinh một lạng. Dạ. Thế có đằng này bao nhiêu ạ? Đằng này á, đằng này là thịt mông nhiều nạc như này, trinh hai một lạng. Ấy, có gì mà đắt. Dạ, bác, miếng nó ngon như thế này, thịt em tươi như thế này. Ấy, buồn cười thật đấy nhỉ. Chị gái, chị xem thịt đi ạ. Nhìn chị là em biết ngay là chị thích ăn miếng có sụn đúng không? Đây, miếng này đầy sụn thế này, chị thấy không? Đấy, em lấy chị một trinh một lạng nhá. Một trinh một lạng á? Dạ vâng. Úi giời, em đố chị đi cả cái làng này ai bán thịt rẻ như em đấy. Đây, chị lấy miếng này nhá, em thái luôn nhá. Miếng này chắc tầm khoảng 3-4 lạng chứ mấy mà. Đấy, này, em nói thật với chị là không có ai bán thịt rẻ như em đâu. Này. Hay vậy. Đây rồi. Này. Cậu ăn miếng có nạc có mỡ hay là cậu thích ăn nạc hay là cậu chỉ thích ăn mỡ thôi? Đùi đi, ôi giời ơi, tốt thôi, đùi đây, miếng đùi đây. Đây, được rồi. ông anh xem thịt cá nhỉ? Dạ, một trinh một lạng anh ạ. Gói miếng này đi. Dạ vâng, em xin bác. Dạ vâng, đấy, bác cầm đi hộ em ấy. Thịt, em cầm đi. Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, ngày mai bác lại đến nhá. Em gái ơi, mua ngô xong rồi. Ok, này, cậu đừng có nói điều nhá. Ôi trời ơi, u con tôi hoàn quá ông ơi. Hoàn cái gì? Ôi trời ơi, con rời đất chứng giám. Mẹ con tôi không dám vào chỗ của ông đâu. Ông tìm xem có thịt vẫn ở đấy. Bà ăn cái gì? Hết cả tiền của tôi rồi. Con ơi, con đi lại thầy đi. Quỳ quỳ xuống lại thầy. Thầy tha cho. Ôi trời ơi, tôi oan quá à. Ôi trời ơi, ông ơi. Ôi con tôi oan quá ông ơi. Tôi không lấy cắp của ông đâu. Ôi trời ơi, làm nước ơi, ông đi mất mạng, ông đổ dầu vào tôi à. Tôi thề,
tôi không ăn cắp. Thôi, bà cầm đi. Bà oan cái gì? Tôi hỏi bà, nhà này còn có ai nữa? Không bà thì ai? Chả nhẽ tôi đã ăn cắp tiền của tôi à? Cũng là hoang đường. Tôi không ăn cắp của ông đâu. Ông không tin tôi à? Cả số này nữa này, mày khóc cái gì? Mẹ con mày thông đồng cho ăn cắp tiền của ta. Tôi hỏi bà lần nữa, bà có nhận không? Không, tôi không ăn cắp của ông. Thế thì mẹ con bà cút khỏi nhà tôi đây. Cút, cút đi. Ôi trời ơi, đúng là cái đồ ăn cháo đấy mà. Thế là mất hết rồi. Sao hai mẹ con lại ngồi ăn khoai ở đây? Nhà hết gạo rồi. Ông cho tôi tiền đong gạo nhá. Cái gì? Lại tiền? Bà thì lúc nào tiền. Thế tôi hỏi bà, tôi vừa đưa cho bà 3 đồng, bà tiêu những cái gì mà hết mà bây giờ bà lại đòi tiền là thế nào? Ông đưa từ tháng trước, hết rồi. Ủa hay. Này, tôi nói cho bà biết nhé. Bây giờ tôi không còn làm quan chi huyện nữa, mà tôi là dân đen rồi. Thì lấy đâu ra tiền? Nhà này bây giờ là phải tiết kiệm. Nhá, còn bây giờ cái nhà này chỉ có một mình tôi là được ăn cơm với ăn thịt. Còn mọi người thì ăn khoai ăn sắn, nhớ chưa? Thôi, hai mẹ con đi vào trong buồng mà ăn khoai đi. Cấm bên mảng ra đây. Lúc nào tôi cần thì tôi gọi. Thôi đi đi. Sao tôi lại khổ thế này? Úi giời, vơ vẩn. Mẹ ở đây mới ngủ. Tiền vàng của cậu đây rồi nhá. Chỗ này chỉ một mình cậu tiêu thôi. Đừng hòng đứa nào mà được động vào nhé. Bây giờ mình phải cất vào đâu nhỉ? Cho vào đây. Thế này thì có rơi mà biết. Xong. Khổ thân tôi rồi. Này bà ơi, bà nói. Bà ơi, tôi tìm thấy rồi. Bà hãy quay về với tôi thì bà ơi. Kìa bà ơi. Bà cũng chỉ tại mình. Đau quá. Khổ thân, ông đau à? Tôi đau. Ông đau quá à? Ôi, này, ông vừa kêu là ông bị đau đấy. Ông đau, đau lắm đấy. Tôi đau lắm. Á ơi, xót quá. Ơi chết. Mày sang cái gì mà ông thế? Sao lại làm ông mạnh tay như thế? Thôi được rồi, để đấy cho bà. Đưa ra. Ô thế con bé nó làm ông mạnh tay quá à? Sốt lắm bà. Rồi, để tôi nhá. Này thì nó mạnh tay quá này. Này, ông ơi, chính là tôi đấy. Tôi bảo nó sát muối vào ông đấy. Nó thương ông thì nó mới làm như thế chứ, đúng không? Nhưng mà chả lẽ ông bị thương tôi lại để cho ông nằm tơ hơ như thế, để cho ruồi nó sơi à, đúng không? Sốt quá. Tôi xin bà. Thế bây giờ ông có thấy oan không? Hả? Ông có trách tôi không?
không oan. À, không oan à? Không trách đúng không? Tôi cứ nói thẳng cho ông biết như thế này này. Ông đừng có để tôi phải giận nhá. Bởi vì mỗi một lần tôi giận ý, là tôi xấu lắm ý. Thế cho nên tôi nhắc lại một lần nữa cho ông nhớ. Ông đừng có để tôi phải điên lên. Tôi mà điên lên là tôi không nhẹ tay như thế này đâu. Tôi biết rồi. Tôi xin bà. Đi với bà. Này, bà Đinh Bảo. Mày đi đâu? Nắm mắt như ngon của ông. Lại bị đánh chơi đả thế này. Cứng thế. Ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Ruồi. Ruồi cái thằng cha mày đây à? Thôi, mày đừng đi lại nữa đi. Nói hoa cả mắt này, đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Ngồi chơi. Nhưng mà mày đi chợ lâu chưa về. Con đòi quá rồi thế này. Tao không đói à? Mày tưởng một mình mày mong mẹ mày về đấy. Tao còn mong gấp 10 lần mày ấy. Tao còn mong quá là bà ngoại đi chợ về còn chửa xong đây này. Mà cái con mẹ mày cũng lạ cơ. Đi chợ từ sáng đến giờ. Trời chưa nắng chật con mắt ra. Hay là vác màn ra chợ ngủ rồi không biết. Ngủ cái gì mà ngủ hả? Okay. À mẹ ơi, sung sướng cho bố con nhà ông đâu. Thôi bà vào đây. Bà vào đây tôi quạt cho bà. Thế nào? Hôm nay bà có vay được tiền không? Ông có câu hỏi nào tử tế hơn ngoài tiền không hả? Nhìn thấy ông là thấy tiền thôi. À mẹ ơi. Cái gì? Hôm nay mẹ mua gì ạ? Hôm nay con thèm thịt lắm. Đâu mua thịt đâu? Không có thịt. Bà hỏi mà, ngồi xuống đấy. Thưa con, đi vào lấy cho mẹ cốc nước. Mẹ uống xong rồi thì thả xong. Mong. Bà này. Gì? Hôm nay có vay được tiền không? Bao nhiêu? 10 quan. 10 quan. Thế là còn những 20 quan nữa mới mua lại được cái chức thư lại. Lấy đâu ra bây giờ? Mẹ ơi, nấu nước mẹ. Cái gì đấy? Rai đậu phụ. À. Thịt từ đâu ra mà thịt hả? Thôi buổi khó khăn ý. Gia đình mình chỉ lấy đậu phụ là món ăn chính thôi. Còn thịt là phụ, hiểu chưa? Đừng có mà đòi hỏi. Nhưng mà có tiền thịt. Thích cũng không được. Chim, đứng lên. Khoanh cái tay lại. Là cái thằng đàn ông, chỉ vì miếng ăn mà phục pha phục phịu ngồi bệt xuống đất là không được. Lần sau chết đòn nghe chưa? Con biết rồi. Mang cái làn vào. Vào bếp giúp mẹ làm cơm. Này mình ơi, chỉ có đậu phụ thật thôi à? Tôi đã nói dối ông cái gì bao giờ chưa? Lâu quá rồi. Thèm con ngan quay một bữa nhậu quá. Mình cứ mắng oan nó. Đậu phụ. Đến tôi còn ngán đến tận mang tay đây này. Ông. Cái thằng đàn ông có chức có tiền, ra đường xưng hùng xưng bá, không có tiền nước lã không có mà tu, đầu tóc thì bù xù như thằng ăn trộm. Tôi nói kìa, đi đâu rồi? Ôi trời ơi, chi bằng ta cứ ngủ một giấc hả, biết đâu trong mơ lại có con ngăn quay. Quản tao thích cái màu vải này lắm nhá. Dân thì vạn đại. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, gãy lưng quan rồi. Ui trời ơi, mày là con nào mà mày láo thế hả? Con nào? Hả? Ai vừa thổ ra cái câu hống hách như thế đấy hả? Quan. Thế thì tôi cũng nói luôn cho mà biết nhá. Ta là bà Chín, là vợ của Lý Hách, quyền chức nhất cái làng này đấy. Lý Hách à? Này,
Thế Lý Hách là thằng nào? Ông Lý là anh ấy. Ôi giời ơi. Này Lý Hách á, Lý Hách là cái thá gì? Này mụ có biết ta là ai không? Là ai? Là quan tri huyện to nhất ở cái vùng này đấy. Này, ta nói cho mụ biết nhá, mụ mà láo á, ta cho lính nó trói cổ lại. Lính đâu? Trói cổ cái mụ này lại cho ta. Lính đâu? Lính, con là dân thường mà. Lính đâu? Lính đâu? Lính đâu? Quên. Ôi dồi ôi, nghe tiếng quan về vườn dọa mà sợ dựng hết cả tóc gáy lên ấy. Này, tỉnh mộng đi ông, đừng có mà ăn mày dĩ vãng nữa. Ông á, chỉ là dân thường thôi chứ không phải là quan quắt gì nhá. Này, ta nói cho mụ biết nhá, mặc dù tôi về thật ấy, nhưng mà tôi vẫn có đủ chức quyền để mà hô một tiếng là đuổi cả họ thằng Lý Hách ra ngoài đường nhá. Ôi dồi ôi, tôi lại sợ quá cơ, lại còn dám dọa bà Chín này á. Nào, thế thì hét đi, hét to cho cả làng này nghe thấy đi, hét đi. Này ông ơi, tôi bảo này, tôi truyền đời báo kiếp cho ông biết đi này. Sống ở đời ấy là phải có phúc, có đức, thì sau này về vườn người ta mới nể, mới phục chứ. Còn bằng không á, phải có tiền, có quyền. Nếu không á, thì biến. Trời ơi, về vườn rồi vẫn cứ nghĩ mình là quan. Vâng, con biết rồi ạ. Khổ lắm cơ. À, đây, này, này, này. Này, này, chị cho tôi hỏi nhà ông để ở đâu mà quan tìm mãi không ra. Quan á? Ừ. Ông là quan á? Đúng. Nhìn cái tướng ông có mày là quân tham ý. Ơ? Con đền láo. Này, tôi hỏi chị, chị quen tôi bao giờ mà chị bảo tôi là quan tham? Hả? Mà chị đã nhìn thấy tôi ăn tham bao giờ chưa? Tao chỉ hỏi mày là nhà ông đề ở đâu, mày không chỉ, mày cứ nói luyên thuyên cái gì thế? Ông đề là quan tham, cái ông đề vừa mới về vườn đấy vì cái tội quan tham ấy mà. Nói túm lại, tôi hỏi chị là nhà ông đề ở đâu thế thôi. Thì đấy, nhà ông sau lưng ông ấy. Trời ơi, nhà sau gáy rồi mà còn hỏi, làm mất thời gian của người ta. Người ta thì đang vội, đúng là bực cả mình. Con này như con dở hơi ấy nhỉ. Ơ hay, mình nói một thì nó cứ cái mười. Cái loại này mà làm quan gì của chết dân rồi đấy. Suốt đời chỉ làm dân đen thôi con ạ. Ơ đè ơi, đè ơi, quan lớn đây đè ơi. Đè ơi, đè ơi. Thằng nào đè điếc gì ở ngoài đây đây? Đè ơi, đè. Đúng là giờ ăn cơm, giờ nay đến thì lấy cái gì mà tiếp khách? Đứa nào đây? Quan đây, quan lớn đây. Úi dồi ôi, thằng nào nghe quen quá. Úi dồi quan. Úi dồi quan. Úi dồi ôi, lâu quá rồi. Thế hôm nay làm sao mà tôm lại đến nhà rồng? Rồng lại đến nhà tôm thế này. Mời quan vào đây. Này, 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 ông đây. Vâng ạ. Ừ, tôi tìm nhà ông mà. Dạ. Như là lạc vào mê hồn trận. Mà này. Dạ. Tôi hỏi thật thầy nhé. Dạ quan cứ dạy ạ. Thầy ở ẩn giật ở đây có phải là để người ta không tìm thấy tung tích đúng không? Quan là thánh thật đấy. Này U Đơ ơi, có quan đến trường, mời 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 quan vào đây ạ. U Đơ ơi, quan đến này. Cả nhà cả cửa còn có hai đồng thế này thì sống làm sao đây? Mình ơi, dạ, gì đấy? Dạ, rước quan vào trong nhà. Mình ơi, có quan trên đến chơi. Dạ, rước quan vào nhà. Dạ, rước quan ạ. Quan Huyền, ôi chào quan Huyền ạ. Dạ, rước quan ạ. Cô đề đấy à? Dạ, ôi trời ơi, này. Dạ. Trong cái lão đề xấu thế này mà cưới được cô vợ trông nhuận sắc già phết thế nhỉ. Dạ. Quan trên cứ quá nhời ạ. Dạ. À, mời con bác an tọa. Dạ. Dạ, mời quan Huyền ngồi ạ. Quan Huyền cứ khen quá chứ mà hôm nay con gió nào mà rồng lại đến nhà tôm thế ạ. Cô đề ơi. Dạ. Tôi bây giờ tôi đã về quê rồi, là dân thường rồi. Cô đừng gọi tôi làm quan nữa mà tôi buồn lắm. Dạ. Ôi, quan cứ kiêm tốn quá. Dạ dạ, rước quan. Dạ dạ, quan an tọa. Dạ, nước, 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 dạ, giọt dạ, nước, giọt nước. Ừ. À.
hôm nay gặp thầy mà tôi vui quá. Dạ, mời thầy uống nước. Chẳng giấu gì thầy, từ hồi thầy trò mình thất sủng về quê đuổi gà tới giờ, nói thật với quan bác, ra đến đầu ngõ em cũng ngượng, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn đến đứa trẻ con nữa cơ. Thôi thưa ông ạ, anh em mình không bị đi tù là may lắm rồi. Ấy chỉ buồn một nỗi là khi về ấy, họ hàng làng xóm người ta xa lánh. Giá như mà tôi với ông ấy, cứ lúc còn đương thời làm quan ấy, thì mình làm cho nó nghiêm túc thì cũng không đến nỗi nào. Thôi, quan nhất thời, dân vạn đại, trách làm gì? Nó biết đâu được anh em mình ngày xưa là một phút đại bàng còn phải bằng ngàn năm chim sẻ. Mình, thôi nào, từ từ tới tí nữa hai người sẽ được hàn huyên. Bác đi đường xa mệt mỏi, dạ mời bác đi rửa chân tay mặt mũi cho đỡ mệt đã ạ. Quan bác thấy không, chỉ có những người phụ nữ phải xinh đẹp, phải tinh tế, phải đảm đang mới nghĩ ra đến những chuyện như vậy. Trời đất thì nắng nồi thế này, dễ trúng gió một cảm nắng là chết toi đấy. Sao thầy không bảo con sen thằng ở nào nó kẹo thầy đi? Thôi bây giờ mình về rồi còn đâu nữa mà. Thôi được rồi, để em nào. Này, có đứa nào tao sai cái nhở? Con ơi. Dạ. Mày mang ngay cái dạ mày vào đây. Dạ, con đi ạ. Ôi giời ơi, thằng này. Thằng này là, sao dạo này nó lớn và nó xinh nhỉ? Con. Con đưa ngay thầy ra giếm rửa chim. Không, tôi bác hiểu nhầm rồi ạ. Kìa mình phải nói rõ ra chứ. Dạ, thật lễ quan ạ. Trả lời thế này, cái đứa trước là con dại nhà em không nuôi được. Thế đến thằng này khó nuôi thì các cụ nhà em mới đặt tên cho nó là thằng chim. Dạ. Cho nó dễ nuôi ấy mà. Ôi giời ơi, thế mà tôi cứ tưởng. Dạ, giúp thầy ra giếng ạ. Dạ, mời thầy ạ. Đưa thầy ra con. Tôi đi nhá. Dạ. Mà này, nhớ lấy cái sơ mướp mới cho thầy rửa chim. Vâng. Mình, sang đi tôi bảo. Cái gì đấy? Bà ngồi xuống đi. Cái gì? Này, tôi bảo nhá. Cái chuyện mà chuộc lại cái chức quan cũ của tôi ấy, có khi là thông đồng bén giọt rồi đấy. Thật ra? Thế chứ chẳng nhẽ là bỗng nhiên lại quan trên đến nhà mình chơi. Ừ nhờ. Có đúng không? Ừ. Cho nên tôi bảo này, bây giờ bà chịu khó bà chạy ra chợ. Ừ. Bà mua tôi con ngan quay to nhất chợ về đây. Vâng. Mua cho tôi 2 lít rượu, nếp cái hoa vàng về đây. Vâng. Hôm nay tôi sẽ phải đánh chết một bữa. Vâng. Liên hoàn trước. Để nhá. Thôi, tôi đi luôn nhá. Vâng. Nhưng mà mình ơi. Làm sao? Cả nhà cả cửa còn có cần lấy tiền, làm sao mua nổi cái chân ngan mà ông đòi tôi mua cả con. Đúng là cái loại đàn bà không qua nổi được cái ngọn cỏ hả? Vừa rồi bà bảo tôi bà vay được 10 quan đâu, bao loại nước mắm đếm củ xuống hành. Nhưng mà đấy là vay bằng mồm thôi chứ tiền người ta đã đưa cho đâu, người ta bảo tháng sau người ta mới đưa. Cho vay lại tháng sau mới đưa? Vâng. Làm thế nào bây giờ? À này, hả? Bây giờ thế này nhá, bà đi sang nhà cái thằng Tuấn Đinh, vợ nó bán lòng lợn tiết canh ngon nhất làng này, bà mua triệu lấy cho tôi một sải lòng với lại một lít rượu nếp cái hoa vàng vào đây nhá. Mua triệu á? Ừ. Ông làm sao đấy? Tôi làm sao? Thế ông quên cái vụ mà ông giúp vợ nó làm bà ba thầy huyện rồi à? À thôi, có ngay, bà chạy ngay xuống bếp, bà bắt con gà mái hoa mơ, bà thịt ngay bà mang lên đây cho tôi. Rượu tôi khắc lo ra, mong. Con gà đấy ông chả mổ từ đời tám hoánh nào rồi còn gì. Bây giờ ông lấy đâu ra mà mổ nữa hả? Mổ là mổ thế nào, nó đang ấp vậy, thằng nào dám mổ? Ừ thì không phải ông, mà là thằng chồng tôi. Nó mổ cả con gà ấp à? Đúng rồi. Ôi giời ơi, nhà với cửa đến thùng gạo không có nổi để mà nuôi thân ý. Đòi tiền mua quan. Thì làm nào? Làm thế nào làm sao mà tôi biết được, tôi khổ thế này ấy chứ gì. Thì tôi cũng chả biết làm thế nào nữa. Ôi dạ. Khách đến nhà mà cũng tại bà ấy. Tại cái gì tôi? Ngày xưa khi tôi làm quan, bà không chịu cởi mở lòng ra, không chịu quan hệ với làng xóm láng giềng. Để đến bây giờ đi vay cái hạt tương cũng không được nữa. Ông có giỏi ý, thì ông đi mà vay đi. Ông đi mà mua chịu đi. Nói thế thì nói làm gì?
chịu thì mãi không được giả. Rồi còn định quỵt của người ta cơ. Ai người ta thèm bán cho, của chùa đấy. Là riêng tôi không bao giờ quỵt nhá. Chẳng qua tôi chỉ nợ lâu tôi không trả thôi. Mà lâu cất trâu nó hóa bùn là chúng nó nghĩ như thế. Mà chúng nó nghĩ như thế thì tôi cũng nghĩ thế thôi. Ông nói thế mà ông nghe được. À mà đây. Vừa nãy bà nói câu gì nhỉ? Của chùa à? Của chùa à? Của chùa à? Cái gì đấy? Của chùa đúng không? Ôi bà ơi, đầu óc đúng là đầu óc đàn bà thông minh. Của chùa, hôm nay nhà mình có những món gì ăn? Mình kể từ nghe. Nhà mình á, nhà mình thì làm gì có gì. Vẫn cái món chính là đậu phụ chấm với tương. À, có rau muống luộc. Rau muống luộc cũng là nhà chùa. Có ít mắm tôm dầm ớt đi. Mà tôm dầm ớt, cái loại ớt phân cỏ ông thích nhất đấy. Ớt phân cỏ, được rồi. Thế thôi, hết rồi. Này, tôi có ý này nhá. Bà thay cho tôi mỗi cái món mắm tôm là cái món ăn mặn thôi. Bà thành cái món gọi là lạc muối vừng để chấm thôi. Thế là toàn bộ thức ăn chùa đây là gọi là món ăn chay. Có đúng không? Ôi tôi hiểu rồi, ăn mà chay. Là con trên đã gặp quá nhiều vợ chồng rồi. Hôm nay đến đây lại ăn cái món của chùa của vợ chồng nhà mình. Thánh tình à? Thánh tình, trời ơi. Ông này. Anh chọn vợ không hề sai nhá, trời yêu quá. Trời ơi. Chết. Đi xuống bếp chuẩn bị nhé. Của chùa. Hôm nay ta sẽ ăn món của chùa. Sôi chưa, nước sôi chưa? Đi gì phụ giúp U dọn cơm lên nhanh lên con. Là U ơi. Ơi. Tại sao nhà mình chỉ tiếp khách do với cái đầu phụ thôi hả U? Cái gì? Mà sao U không mua thịt hả U? Thì vị khách này là người quen thân với nhà mình, cho nên không cần thiết phải công nghệ. Rồi lại làm gì còn tiền mà mua thịt. Thôi giúp U bưng đồ ăn lên. Này, bưng cái bát tương này lên nhanh lên. Đi cẩn thận đi không ngã. Đi cẩn thận đấy. Rõ khổ. Đúng là nghèo đi đôi với hèn mà.